Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã cảnh cáo răn đe nhóm thanh niên đăng thông tin bị đặt bò khô Trung Quốc làm từ thịt người trên Facebook để câu like. Trước đó, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin được đăng từ một trang Facebook chuyên bán hàng online có nội dung Trung Quốc đã lấy thịt người làm bò khô và đã mang sang Việt Nam. Đã có hơn 4.000 lượt chia sẻ cùng các bình luận tiêu cực gây hoang mang dư luận sau bài viết này. Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ xác định thông tin bị đặt này do ba thanh niên nam nữ trú quận Liên Chiểu đưa ra. Tại cơ quan công an, nhóm này cho biết đăng thông tin với mục đích là tăng tương tác cho Facebook bán hàng của mình. Tuy nhiên, các thanh niên có nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình ở trọ khó khăn, không nghề nghiệp ổn định, vi phạm lần đầu do nhận thức kém và thành khẩn. Vì vậy, lực lượng chỉ cảnh cáo, răn đe, đăng thông tin đính chính trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức.